À, xin kính chào quý vị các bạn. Quý vị và các bạn trở lại với kênh chuyên cung cấp các sản phẩm về radio cassette cổ. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc sáp GF700Z huyền thoại đã gắn liền với chúng ta đã từ rất lâu rồi. Hôm nay shop giới thiệu đến quý khách hàng chiếc sáp GF700 huyền thoại. Đấy. Rất là mới ạ. Mới tầm trên 90% anh em nhé. Đây, chúng ta quan sát hai cái cột loa hai bên ạ, bên này nữa ạ, rất là mới này, gông loa thì sáng bóng luôn, đấy. Tổng thể thì rất là đẹp luôn. Sáp GF700 thì không cần quảng cáo hay giới thiệu nhiều thì tất cả là anh em đã biết rồi. Đấy. Gọi là huyền thoại thì không cần phải giới thiệu nhiều ạ. À. Thứ nhất thì có một vết cái vết cấn nhỏ nhỏ đây. Đấy. Quan sát như này thì không thể nhìn thấy nhưng mà tiến đến gần thì nhìn thấy đây. Rất đẹp đây. Đấy. Địa chỉ của shop đấy ạ. À. Đồng Cỏ, Bình Sa, Hà Miên, Tuyên Quang. Điện thoại 0979206555 và 0914274555. Bên em thì chuyên cung cấp các sản phẩm radio cassette tầm trung cao cấp. Hiện tại bên shop thì còn một số model khác nữa đang lên kệ đây. Lớn nhỏ, cầm tay cũng có rất nhiều. Để trở lại với chiếc sáp GF700 này. Đây. Đây chúng ta quan sát này rất là mới. Phím bấm này, núm nút này. Tất cả là đều sáng loáng luôn. Rất đẹp luôn. Giá thì bên em thì bán giá bình ổn. Mua đến anh em luôn. Chiếc sáp này là có giá là 14 triệu ạ. Đã bao gồm phí ship. Anh em quan sát nha. Để quay từ từ để anh em ta ngắm này. Đấy, rất đẹp luôn. Sau đây thì mời quý vị các bạn này thưởng thức. Rất hay ạ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của chú C, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Biểu hiện này nó phát triển năm 2000. Tất cả hoạt động đầy đủ anh em nhé. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm thì ở đây liên hệ với địa chỉ đấy ạ. Đấy, bên em thì giao hàng toàn quốc. Anh em quan sát lại một lần nữa. Rất đẹp luôn ạ. Anh em yêu radio cassette cổ thì cho em xin một
đăng ký kênh nhé, để cập nhật những sản phẩm mới em để lên kênh. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video.